Alo. Vâng, em chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai của xe đấu này thôi. Như vậy chúng ta đang dẫn trước tỷ số là 1-0 rồi. Vâng, đến trận đấu thứ hai. Vâng, Roma. Alo. Rồi ta quay trở lại với diễn biến trong trận thi đấu này. Và nhìn qua những thao tác sau thao tác reset lại máy dường như là cũng không tình trạng giật lag, nó đỡ hơn rồi. Và đến với trận đấu này, đây là bài đấu của người cầm Roman trong tay Hoàng Mai Nhi. Tiếp trận chiến đấu nữa mà anh Hoàng Mai Nhi được cầm Roman và kèm với đó là một chém tuyển Pamaran trong tay thì bên kia với bài đấu của hai Summer. Như vậy là thời điểm ban đầu thì với hai nhà chém con giò mình sẽ hoạt động hơi khó hiệu hơi vâng, hơi khó những thời điểm ban đầu khi mà nông dân họ là nông dân của Summerian. Vâng, xin chào vâng, Nguyễn Công. Vâng, sao thế Toạc ơi? Vâng, không biết là ông Toạc ở đâu. Alo. Vâng, như vậy quay trở lại với trận đấu này. Vâng, xin chào tất cả anh em.
Vâng, cho đến với trận thi đấu này. Vâng, giờ đây là quân bài đấu của người cầm Doan và đảo qua màn hình máy tí một chút. Đây là bài đấu của Pavan. Như vậy đầu cánh của Hoàng Minh trong trận đấu này đó chính là người cầm M7 khi mà tôi phát hiện thời điểm soi máy có một tình huống ăn tranh giữa cả hai game thủ. Vâng, và những anh em theo dõi kèo đấu của Hà Nam thì cũng đừng quên nhấn một like cho mình. Vâng, như là đăng ký kênh của Hà Nam để chúng ta có những kèo đấu và có thể thông báo, nhận được thông báo những kèo đấu sớm nhất. Vâng, có bạn trên kênh YouTube kêu tiếng game nhỏ và không biết tất cả anh em theo dõi kèo đấu test lại mình xem. Vâng, thực sự là bóng đá cũng chả có gì đáng xem, và anh em xem kèo này hơn. Vâng, bóng đá thì xem làm cái gì. Vâng, 10 ông tranh nhau một quả bóng. Vâng, nhìn không có gì hứng thú rồi. Vâng, 11 ông nhưng mà hai ông đứng đầu. Vâng, cái ông kia là đợi bóng đến bắt thôi. Vâng, chính quan trọng chủ yếu vẫn là cái 10 ông đứng ra giữa sân và tranh nhau cái quả bóng thôi. Vâng, đây là bài của Pamiran trong tay tí đánh với 19 dân. Vâng, một tựa game chiến thuật hay như này. Vâng, một tựa game chiến thuật hay như lại không xem. Vâng, đi xem bóng đá. Vâng, tào lao. Vâng, như vậy là mình sẽ tăng tiếng game cho mọi anh em một chút. Đợi hiện tại thì cũng khá nhiều anh em kêu tiếng game nó hơi bé. Đợi anh em đợi một chút nhá. Và mình sẽ chỉnh tiếng game cho anh em. Alo alo. Vâng, như vậy là mình vừa có thao tác chỉnh tiếng game cho anh em một chút. Anh em test lại hỏi mình xem tỷ lệ tiếng game, những tiếng bình luận đã ổn chưa. Và anh em đừng để tiếng game to quá so với cái tiếng nói của mình. Vâng, nhiều khi tiếng bình luận nói quá không nghe thấy gì nhưng cũng rất buồn. Đây là bài đấu của người cầm Paran trong tay tí. Dường như tí ăn được khá nhiều dân. Vâng, thời điểm soi tham khung chat của anh em chưa để ý, không đếm được bao nhiêu thằng nông dân của người cầm ba đã nằm. Và thực sự đầu cánh của TT, đầu cánh đối đầu với TT làm cái giày đấy cực kỳ dễ dàng. Vâng, tôi solo với TT nhiều rồi. Vâng, mình ít đánh nhưng mà cũng vâng cũng ăn hit trong turn đầu tiên. Vâng, đây map đấu mà phát hiện ra một đạo dân ăn hoàng khá đông đến từ người cầm 17, một BL và một BA dành cho tí. Và cho chờ đợi xem nông dân của người cầm 17 tôi cảm giác chưa có bánh xe thì phải. Khá nhói trong turn đấu này khi mà mình lạc đà của mình là không có giáp. Không có giáp để có thi đấu với những con nông dân của người cầm Summer là cái gì đấy mà bắn bãi vàng của MOBA turn đấu này. Thao là 23, còn cánh bên kia của Hoàng Mai Nhi thì sao? À đây, vâng, xin chào Funny Man. Vâng, mình bảo đối đầu với ông MOBA thôi. Vâng, kia là ông, đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Vâng, như vậy anh em đợi mình chút xem. Vâng, chính xác đây là màu 6. Vâng, màu 6 Hoàng Mai Nhi rồi, vừa rồi là máy của tí mà. Vâng, anh em lại bảo nhầm. Vâng, đây là màu 2 tí đây. Vâng, màu 2 tí đang đánh màu 3 đây. Vâng, có lẽ là vừa rồi cái hình ảnh nó nhảy hơi chậm một chút. Đây là máy của tí. Đây là máy của tí, chính xác là bài đấu người cầm Pamiran. Đây đây đây. Vậy anh em thông cảm nha, vừa rồi tôi thi đấu mà cái màn hình chuyển máy nó bị lag một chút, nó bị đơ. Vâng, đây là máy Hoàng Mai Nhi này, đây là máy tí này. Vâng, chuẩn xác rồi. Vâng, vừa rồi mình bấm chuyển máy nhưng mà có lẽ là màn hình máy nó hơi bị đơ nên không nhảy cho anh em. Vâng, đúng chưa? Vâng, mình vẫn chuyển máy cực kỳ là hợp lý rồi nhưng quan trọng vừa rồi nó bị đơ. Vâng, sorry anh em và mong anh em thông cảm cho cái lỗi lầm nó quá nhỏ nhắn này. Và anh em theo dõi kèo đấu cũng đừng quên nhấn một like nha. Và anh em nào chưa đăng ký kênh của Hà Nam thì có thể đăng ký. Và có nhóm AOE Hà Nam kết nối đam mê trên kênh trên kênh YouTube, ở trên kênh của Facebook. Và anh em có thể vào nhóm để có thể theo sát những kèo đấu và đăng ký kênh YouTube. Vâng, như vậy tỷ số là 2-0 trong C đấu đầu tiên.
Cảm giác đây là trận thi đấu mà là phong độ của Huy Hoàng mà nghĩ là tí đang rất bay trong tối nay, cầm những đơn vị chém và cực kỳ khét lẹt.